Trang Vinh ơi, mẹ có mua kẹo bông về cho tụi con ăn nè. Wow, kẹo này là kẹo mắt Malo quá Vinh. Đúng màu sắc luôn. Dạ. Quá trời hình dạng luôn. Wow. Ngon dữ rồi. Thơm mà nó dẻo hơn con. À, con có cách này làm ăn ngon hơn nè. Bắt gì vậy con? Để hấp chị. Chị chuẩn bị hai cây xiên que chị cho Vinh cây á. Rồi bây giờ mình xỏ kẹo vô. Ủa, tụi con lấy xiên que xiên kẹo như vậy? Dạ thấy nướng lên đó mẹ. Hồi đó làm ra thấy mua kẹo về ăn liền chứ đâu có cái tình trạng mà nướng đâu. Cái này là cách mới. Để cho cách mới tụi con coi ăn ngon hơn nha. Con hương hơn vừa tới nhà thôi. Vinh, Vinh ơi, Vinh ơi. Ừ, nó cháy luôn. Rồi, thử coi. Nó mềm lắm nha. Dân. Nó mềm hơn á. Trời trời, cái bánh cua cho cua vai vậy. Nó mềm mềm. Đúng rồi. Nó mềm. Mình khỏi nghe được nè. Mềm lắm. Ngon quá tụi con ơi, đó giờ mẹ mới ăn luôn á. Đã đã